Chương trình audio giáo lý hôn nhân phần thứ hai: gia đình là hội thánh tại gia. Bài 21: Gia đình và xã hội. Kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý hôn nhân. Chúng ta đã theo dõi bài giáo lý số 20 nói về những ngày lễ của gia đình. Đây là những dịp để mọi người quây quần bên nhau trong tình yêu thương hiệp nhất, vun sới thêm tình nghĩa, duy trì những nét đẹp truyền thống của gia đình mình. Thứ đến, tuy có nhiều dịp lễ trong năm, nhưng các dịp lễ đó có thể chia thành 3 nhóm. Nhóm các lễ hướng về tổ tiên, nhóm các lễ hướng về những thành viên vẫn còn sống, và nhóm các lễ hướng về những thành viên đã qua đời. Sau cùng, ta nên tổ chức các dịp lễ trong gia đình cách đơn sơ, vừa phù hợp với nét đẹp của văn hóa dân tộc, vừa biểu lộ được đức tin Công giáo. Trong khi tổ chức các dịp lễ của gia đình, người Công giáo cần lưu ý rằng đây không những là dịp để mọi người trong gia đình chia sẻ niềm vui, nhưng còn là dịp để tình liên đới được thắt chặt giữa gia đình với hàng xóm láng giềng. Vì thế, tránh những kiểu tổ chức quá hoành tráng, ồn ào, phô trương, hoang phí, hay những kiểu tổ chức nhằm kinh doanh, nghĩa là lợi dụng những dịp lễ của gia đình nhằm thu lợi nhuận từ khách mời. Những kiểu tổ chức như vậy không những làm lu mờ ý nghĩa của các dịp lễ trong gia đình, mà còn đánh mất tình liên đới với mọi người. Chúng tôi thiết nghĩ rằng, trong những dịp lễ của gia đình, ngoài những khách thông thường vẫn mời, nếu có thêm sự hiện diện hoặc những phần quà dành cho người nghèo, cho những anh chị em đau khổ, thì có lẽ niềm vui của chúng ta sẽ bền hơn, sâu hơn và trọn vẹn hơn. Hôm nay chúng ta bước vào bài giáo lý số 21, cũng là bài giáo lý cuối cùng của chương trình audio giáo lý hôn nhân với đề tài gia đình và xã hội. Qua bài giáo lý này, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn mối tương quan giữa gia đình và xã hội, đồng thời thấy được trách nhiệm của gia đình đối với việc xây dựng xã hội cũng như hội thánh. Bây giờ, kính mời quý vị cùng bước vào bài giáo lý. Trước hết, mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Sự sáng của các con cũng phải chiếu rãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con đấng ngự trên trời. Kính thưa quý học viên, giữa gia đình và xã hội có một mối liên hệ mật thiết. Một mặt, gia đình là tế bào của xã hội. Có gia đình phát triển vững mạnh thì mới có xã hội vững mạnh. Chính vì vậy, Hội Thánh đã khẳng định rằng tương lai của nhân loại sẽ đến qua gia đình. Mặt khác, nếu xã hội có trật tự yên ổn thì gia đình mới phát triển vững mạnh. Chính vì thế, gia đình và xã hội có bổn phận góp phần xây dựng, bảo vệ, củng cố và phát triển lẫn nhau. Riêng đối với người Kitô hữu, mối quan hệ giữa gia đình và xã hội còn sâu sắc hơn. Bởi vì tính cách trần thế là nét riêng biệt và đặc thù của ơn gọi Kitô hữu giáo dân, Hội Thánh dạy rằng, người giáo dân sống giữa trần gian, giữa những cảnh sống thường ngày trong gia đình và ngoài xã hội, đó là nơi Thiên Chúa mời gọi họ, nhờ sự hướng dẫn của tinh thần phúc âm như men từ bên trong. Họ thánh hóa thế giới bằng việc thi hành những nhiệm vụ của mình. Trong bài giáo lý hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu 3 điểm chính sau. Thứ nhất, gia đình là tế bào đầu tiên và sống động của xã hội. Thứ hai,
xã hội phục vụ gia đình, và sau cùng, gia đình góp phần xây dựng và phát triển xã hội. Bây giờ, mời quý vị bước vào điểm thứ nhất. Gia đình là tế bào đầu tiên và sống động của xã hội. Gia đình là tế bào căn bản của đời sống xã hội, là xã hội tự nhiên, nơi đó người nam và người nữ được mời gọi tận hiến cho nhau trong tình yêu và trong việc thông truyền sự sống. Quyền bính, sự ổn định và đời sống gắn bó trong gia đình là nền tảng cho tự do, an ninh và tình huynh đệ của xã hội. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng, gia đình là cộng đoàn, nơi đó từ thời thơ ấu, con người được học biết tôn trọng những giá trị luân lý, tôn thờ Thiên Chúa và biết sử dụng tự do. Đời sống gia đình chuẩn bị cho đời sống xã hội. Xã hội phục vụ gia đình. Gia đình có tốt thì xã hội mới tốt. Tuy nhiên, ngày nay đời sống gia đình đang gặp phải nhiều bóng tối. Nề nếp gia phong bị suy giảm, khuynh hướng hưởng thụ, ích kỷ phát triển dần đến lối sống buông thả, từ đó làm gia tăng những vụ ly dị, phá thai, không còn ý thức về phẩm giá sự sống. Con số thanh thiếu niên rơi vào xì ke, ma túy, mại dâm, sống lang thang ngoài đường phố tăng thêm nhiều. Chính vì thế, mọi người đều phải quan tâm đến việc bảo vệ, củng cố và thăng tiến các giá trị đời sống gia đình. Đặc biệt, cần tôn trọng, trợ giúp và nhất là bảo đảm cho gia đình có được các quyền căn bản mà giáo lý Hội Thánh đã đề cập tới, đó là quyền tự do lập gia đình, quyền sinh con cái và giáo dục chúng theo những xác tín luân lý và tôn giáo của mình, quyền bảo toàn dây liên kết vững bền của hôn nhân và cơ chế gia đình, quyền tự do tuyên xưng đức tin và thông truyền đức tin, quyền giáo dục đức tin cho con cái bằng những phương tiện và cơ chế cần thiết, quyền tư hữu tự do làm việc, có việc làm, có nhà ở, tự do di cư, quyền được chăm sóc y tế trợ cấp tuổi già, phụ cấp gia đình, tùy theo cơ chế của các quốc gia. Quyền được bảo vệ an ninh và cuộc sống lành mạnh, tránh các nguy cơ như xì ke ma túy, dâm ô đồi trụy, nghiện rượu. Quyền tự do liên kết với các gia đình khác để lập hội đoàn và như thế được đại diện bên cạnh công quyền. Đối với Giáo hội Việt Nam, Hội đồng Giám mục đã đề nghị một số giải pháp để giúp các gia đình như các giáo phận nên có văn phòng mục vụ về hôn nhân và gia đình, các giáo xứ nên tổ chức các lớp học hỏi về hôn nhân và gia đình, ban mục vụ giáo xứ có một bộ phận chuyên trách về gia đình với sự cộng tác của các hội đoàn quan tâm đến tình trạng các gia đình trong khu xóm, đặc biệt các gia đình nghèo khổ, bất thuận và các gia đình di dân để kịp thời giúp đỡ và những ngày lễ gia đình, ngày kỷ niệm thành hôn, những buổi giao lưu giữa các gia đình sẽ rất ít lợi nếu được chuẩn bị chu đáo với tinh thần cầu nguyện và học hỏi. Chúng ta vừa kết thúc điểm thứ nhất và thứ hai, nói về gia đình là tế bào đầu tiên và sống động của xã hội, và xã hội phục vụ gia đình. Bây giờ mời quý vị bước vào điểm thứ ba, cũng là điểm cuối cùng của bài giáo lý hôm nay, nói về gia đình góp phần xây dựng và phát triển xã hội. Gia đình góp phần xây dựng và phát triển xã hội.
Có lẽ chúng ta sẽ đặt vấn đề làm thế nào để gia đình góp phần xây dựng và phát triển xã hội. Thưa, gia đình có thể góp phần xây dựng và phát triển xã hội qua một số công việc sau. Thứ nhất, tích cực tham gia vào các việc chung, các công tác xã hội. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng, đối với người tín hữu sao lãng bổn phận trần thế, tức là sao lãng bổn phận đối với tha nhân, và hơn nữa, đối với chính Thiên Chúa, khiến phần rỗi đời đời của mình bị đe dọa. Thứ hai là giáo dục con cái nên người. Hội Thánh dạy rằng, gia đình là chiếc nôi, là trường học đầu tiên nơi con cái lớn lên cả thể xác lẫn tinh thần. Nơi con cái không chỉ được dạy dỗ bằng lời nói mà còn bằng gương sáng. Bởi vậy, gia đình còn được gọi là trường đào tạo nhân đức, cần dạy con cái về nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, đặc biệt là các đức tính thành thật, công bằng, tôn trọng sự sống, tôn trọng phẩm giá con người, yêu thương người nghèo, người già cả neo đơn, ốm đau, tật nguyền. Thứ ba là góp phần xây dựng một nền văn minh tình thương, tức là một xã hội công bằng và yêu thương. Hội Thánh mong muốn người Công giáo đem tinh thần Công giáo thấm nhuần tư tưởng, phong tục, luật lệ và cơ cấu của cộng đoàn nơi họ đang sống. Qua đức tin và đức ái của mình, bằng đời sống lương thiện như ánh sáng trần gian, tìm cách cộng tác với mọi người, đối thoại với họ, để phổ biến những gì là chân thật công bằng. Ngoài ra, các gia đình còn làm những việc tông đồ khác như nhận nuôi trẻ bị bỏ rơi, cho khách trọ nhờ, cộng tác với học đường, giúp thanh thiếu niên, đỡ đầu các đôi hôn nhân, giúp dạy giáo lý, nâng đỡ những gia đình gặp khó khăn về vật chất và tinh thần, lo cho người già những điều cần thiết và tiện nghi chính đáng. Những việc này không những xoa dịu phần nào nỗi thống khổ của con người, mà còn giúp các gia đình sống trưởng thành và phát triển trong đời sống đức tin hơn. Kính thưa quý học viên, chúng ta đang theo dõi bài giáo lý số 21 với đề tài Gia đình và xã hội. Những điểm vừa trình bày ở trên có thể tóm tắt lại như sau. Thứ nhất, gia đình giữ vai trò quan trọng trong xã hội. Gia đình chính là tế bào đầu tiên và sống động của xã hội. Thứ hai, xã hội cũng có trách nhiệm quan trọng đối với gia đình. Xã hội cần phải quan tâm đến việc bảo vệ, củng cố và thăng tiến các giá trị đời sống gia đình. Thứ ba, gia đình góp phần xây dựng xã hội bằng cách tuân giữ luật pháp quốc gia, cộng tác trong những công việc chung để phát triển đất nước, giáo dục con cái trở nên người hữu ích và góp phần xây dựng nền văn minh tình thương. Phần tóm tắt trên đã kết thúc bài giáo lý của chúng ta. Bây giờ, kính mời quý vị cùng lắng động tâm hồn qua giây phút cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse, các ngài là những thành viên mẫu mực trong gia đình thánh tại Nazareth. Các ngài là gương mẫu của đời sống thánh thiện, công bình và yêu thương.
xin giúp gia đình chúng con trở thành tổ ấm trong sự cầu nguyện, hiền hòa, phục vụ và yêu thương. Xin cho chúng con biết xây dựng gia đình thành niềm an ủi giữa cuộc đời đầy thử thách gian nan. Xin cho chúng con biết làm cho mọi người trong gia đình đều được thăng tiến để góp phần vào việc phát triển xã hội và cộng tác trong việc xây dựng hội thánh. Amen. Chương trình audio giáo lý hôn nhân. Lời kết. Kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý hôn nhân. Với bài giáo lý số 21 mà quý vị vừa nghe đã khép lại chương trình giáo lý của chúng ta. Cũng như chương trình audio giáo lý dự tòng mà chúng tôi đã thực hiện, mục đích của chương trình audio giáo lý hôn nhân cũng nhằm giúp quý vị hiểu biết về giáo lý Hội Thánh Công Giáo, để quý vị tiếp xúc thân mật với Thiên Chúa đấng tình yêu đã đến ngỏ lời yêu con người từ ngàn xưa và hôm nay cũng đến ngỏ lời yêu mến quý vị. Đồng thời mời gọi quý vị bước theo Ngài trong hành trình đời mình. Cách riêng, audio giáo lý hôn nhân giúp quý vị hiểu biết và cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa cách cụ thể trong ơn gọi hôn nhân gia đình trong giáo hội công giáo mà quý vị đang chuẩn bị. Nhìn một cách bề ngoài, đời sống gia đình công giáo cũng giống như các gia đình khác. Họ cũng đầy ắp tiếng cười hạnh phúc tràn trề mỗi khi gia đình có niềm vui, có công ăn việc làm, hay khi những đứa con khôi ngô tuấn tú chào đời. Nhưng rồi, họ cũng vất vả ngược xuôi với miếng cơm manh áo hằng ngày. Họ cũng ưu sầu lo lắng mỗi khi con cái đau bệnh, hay mỗi khi gia đình gặp chuyện chẳng lành. Như chúng tôi đã chia sẻ với quý vị trong bộ audio giáo lý dự tòng, hôm nay chúng tôi một lần nữa xác tín với quý vị rằng các gia đình công giáo cũng không tránh khỏi những vất vả lo toan trong đời thường, mà đôi khi họ còn vất vả hơn vì họ phải hy sinh vì tin mừng nhiều hơn. Nhưng chắc chắn một điều rằng những người thật lòng bước đi theo Thiên Chúa sẽ bình an và hạnh phúc hơn vì họ có Chúa đồng hành trong cuộc đời. Thiên Chúa sẽ ở với họ như lời Ngài đã hứa, Thầy sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Để kết thúc chương trình audio giáo lý hôn nhân này, chúng tôi kính chúc quý vị luôn trung thành gắn bó với Thiên Chúa và chung thủy với nhau trong ơn gọi hôn nhân. Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn mạch mọi sự, luôn đồng hành cùng quý vị và chúc lành cho gia đình quý vị. Một lần nữa, chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã cộng tác xây dựng audio giáo lý này. Nguyện xin cho công việc của chúng ta góp phần thi hành sứ mạng loan báo tin mừng hôm nay. Chương trình audio giáo lý này chỉ nhằm mục đích loan báo tin mừng, chứ không nhằm mục đích kinh doanh. Vì thế, chúng tôi kêu gọi mọi người cùng cộng tác để audio giáo lý này đến với nhiều người. Xin chân thành.